tôi nhập rồi, hết hạn sử dụng rồi. Làm ăn đi em ơi, ăn đi, tranh thủ ăn đi, anh Lâm Minh Thăng. Ăn thở to ăn đi, ăn đi. Ăn thở, ăn thở. Há to lên, há thật to lên. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Xong bụng. Ôi sợ quá, nó nhìn nghiêm mặt, nó nhìn lại. Quá trời. Nhìn gì? Ê, thua. Ê, thua. Vừa phải thôi. Sẵn rồi, sẵn rồi. Giờ sao? Ờ, thôi. Giờ sao? Thôi, thôi. Thôi, thôi. Sao mình đang rất thính, nó khinh em kìa. Sao mình đang rất thính, nó khinh em kìa. Đúng rồi, nó khinh, đúng rồi, tao cũng khinh nữa mà. Chưa, chưa ăn đỏ. Giờ hổ vô trời. Ừ, đúng rồi, anh Giang, anh ăn đỏ rồi đó. Đỏ, đỏ. Sao, sao? Có cái hổng chân mà vô khinh khinh ta. Nó chè mỏ rõ ràng kìa. Hôn cháu đã khinh mình rồi, mình còn nói chuyện đó chị. Em tức anh. Anh thua rồi thắng. Thua đó. À đúng rồi. Nhúc. Đội tôi đấu với đội anh Lâm. Sao sung vậy? Ok, chúng tôi nhận kèo này. Em đấu với Lâm là anh đấu với Lâm. Em đấu với chị Phương. Em đấu với chị Phương. Là đủ với anh Lâm sao? Em muốn đấu với này ghép. Thử một lần anh. Thử một lần vượt lên chính mình. Đâu đi anh ủng hộ em. Mẹ là phải ở bên cạnh con mà cu mang con hoài được. Trời, tôi xin tới đấu với lại anh Lê Dương Bảo Lâm đến từ Đồng Nai. Đây là này ghép trước khi chơi. Rồi, con đội kia. Isaac đủ với cả Eric cũng ok, trông cũng cân tài cân sức mà. Cho Lily thêm mấy cục đá để à, em đang đi sim đi lượm đá đây. Thúy Ngân, hãy bắn Lily lên chắp keo đi. Rồi, chơi. Chơi. Đi. Yeah. Rồi. Sẵn sàng chưa? Một, hai, ba, go! Thôi, thôi, thôi! Gần quá! Gần quá! Gần quá! Cứu tôi, cứu tôi! Thôi, gần quá! Gần quá! Gần quá! Chạy! Cứu tôi, cứu tôi! Ôi, đảo quá! Rồi, chạy đi! Rồi, đẩy lên, đẩy lên! Cố lên! Bắn đi, bắn đi! Rồi, 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 đạp xuống đất. Mà ủa, nhẹ thôi anh ơi, nhẹ thôi. Đạp qua đạp lại. Đẩy xuống, đúng rồi. Chân đau, đúng rồi, dùng cái chân đi. Anh ai dắt hết thấy đường rồi. Đúng rồi, đẩy đẩy xuống em ơi. Ui da, ui, ui, ui. Hay quá anh Giang ơi. Em nhìn luôn, đánh nhắm mặt. Ui, 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 cho mặt, cho mặt, cho mặt quá, cho mặt quá. Ui, 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 ui. Rất dễ thương quá. Cái này khó nha, không dễ nha. Hai người cơ bắp mà chơi trò này nhìn nó kỳ kỳ ha. Cái này tới sáng nha. Em cố lên anh Eric ơi, cố lên anh Eric ơi. Cố lên anh Eric ơi. Khó nhằm là vừa miệng nhất khó. Em đạp lên một cái rồi. Đúng rồi, thiệt rồi. Dừng lại lần ta dễ ăn. Đúng rồi. À. Vậy bây giờ là phần đấu của Lily và nữ hoàng giác gạo Thủy Ngân. Anh ok, cô ready? Em ready. Đây là Ngân trước khi chơi. Chị Ngân ơi. Ơi. Lỡ mà chị có thua thì chị cứ đừng giận em nha. Wow. Ôi anh ơi. Đi. Ơi. Đạp bốn 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 chị chứ. Ủa? Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Cái... Bắt đầu rồi đó. Cho mặt quá. Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Bún đi, bún đi, bún ăn, bún ăn, bún ăn. Bún ăn, 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 bún
Được không vậy chị Ngân? Mạnh lên, nhúng mạnh lên. Khó quá vậy. Cao quá. À giờ đẩy cái đuôi thôi. Ôi. Sao vậy? Không sao. Không sao. Đừng có ngừng nha, ai ngừng lũa. Bún lên. Đúng rồi. Hai chị em tự bún đi. Bún hướng rồi chị em kim. Ơi anh. Bún. Mình ai ơi, bún lên. Trời ơi. Sắp được rồi nha. Bún đi. Wow. Yeah. Em đã cố gắng hết sức, không sao. Quá ngạo. Trong mặt. Sao tình hình sao? Ổn. Em thấy chơi nãy giờ sao mà không có vui vẻ gì chơi trời. Chơi gì mà ở ngoài mà quạo luôn á. Con trâu nó còn chán, uống gì tụi em. Thôi bây giờ mình làm một cú chí mạng đi anh. Ngày hôm nay đại bàng đấu với chim sẻ. Alo. Ngày hôm nay đại bàng sẽ bắn cô lên ngọn núi trên kia. Trời ơi. Chúc một hồi anh Lâm mà té em cười xỉu nè. Em phải nhúng mạnh, lực mạnh nha. Lực mạnh, đúng rồi. Đó, lực mạnh nè. Khoan. Đau á. Em thử anh ơi. Em bỏng lên rồi. Từ từ. Cứu tôi. Tôi nói gì trước khi chơi không? Ngày hôm nay chặng cuối rồi. Ta sẽ cho một bài học nhớ đời. Trời ơi. Nè Gip à. Ghê quá vậy nên Như Long ghê quá. Giống như yêu tinh phương nào vậy đó. Cả gì yêu tinh chưa? Trời ơi sao mà cái mặt ăn ác quá vậy? Tu luyện ngàn năm. Linh Gip đặt bệnh lên. Tu luyện ngàn năm. Linh Gip đặt bệnh lên. Đó. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Mày rác áo mày trời. Trời ơi, nhưng mày rác áo mày trời. Bạch. Khoan đi. Ghê quá. Sao cái cây này nó ấy quá vậy? Cái mất ổn quá vậy? Cái gì vậy cơi? Xinh vậy? Chơi cái gì mà giờ vậy luôn rồi? Anh Giang. Trời ơi, cứu tôi. Từ từ đã. Anh Giang ơi, tỉnh ra đi anh Giang ơi. Để em. Con này lão. Trời ơi. Anh đi. Em không có xuống. Anh đi. Trời ơi. Thầy ghét nó không đụng chân, chứ nó xuống á. Nặng đi em. Trời ơi. Nặng đi. Ba cho em đến lớp rồi. Cái cây này nó lắc léo rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Gì vậy anh Tài? Trả thù. À. Ui đừng bé nha bạn ơi. Quá trong mặt. Trong mặt. À. Mệt quá. Thầy có ăn chưa? Em ăn đi. Em ăn đi. Nhẹ thôi. Trời cứu em ơi. Trời cứu. Lắc chi đúng rồi, lắc đi, lắc đi. Xoay cái đầu đi em. Lắc đi, phá đi, không ăn được thì phải phá. Không ăn được thì phải phá. Sao giống như em tự phá em vậy? Phá đi em. Em không còn cơ hội nào nữa. Nhún em đây luôn rồi. Em ăn đi, tập trung ăn đi. Phá đi em. Móc lên trên rồi, sao ăn được. Trận này tôi thắng chắc rồi. Trận này tôi thắng chắc rồi. Cố gắng mà. Em. Em tập trung ăn thôi. Dập rồi. Hết sản sử dụng rồi. Làm ăn đi em ơi, ăn đi tranh thủ
Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Mình biểu hiện. Trời ơi. Đứng đây. Trời ơi. Đứng đây. Nhục nhã, quá nhục nhã. Giỏi lắm em của tôi. Ngoan một. Quá trời quá đất rồi. Em tôi đã trưởng thành rồi. Trời ơi. Vinh quang. Trời ơi, con trâu nó khinh luôn kìa. Hey. Anh ơi, con trâu nó chửi em kìa. Cái gì? Ngước mặt lên nó nhìn anh đó. Làm cái gì? Anh nó đã anh đó. Nãy sao không bụng? Ôi sợ quá, nó nghiêm mặt nó nhìn lại. Quá trời. Nhanh gì? Ê, thua. Ê, thua. Vừa phải thôi. Sẵn rồi. Sẵn rồi. Giờ sao? Ờ, thôi. Giờ sao? Thôi, thôi. Con người áo hồng. Sao mình đang có rất khinh, nó khinh em kìa. Sao mình đang có rất khinh, nó khinh em kìa. Đúng rồi, nó khinh, đúng rồi. Tao cũng khinh nữa mà. Chưa ăn màu đỏ. Dạ, hổ vô trận. Ừ, đúng rồi, anh đang ăn màu đỏ kìa. Đỏ không sao, không sao. Có cái hổng chơi mà vô khinh khinh ta. Nó chè mỏ rõ ràng kìa. Con trâu đã khinh mình rồi, mình còn nói chuyện đó chị. Em tức ăn. Ăn thua là thắng. Thua đó. À đúng rồi. Nhúng. Rồi, rồi. Thôi xưa. Quá anh đi. Cảm ơn quý vị. Thì kiếm là trưởng thành rồi. Chúc mừng em tôi. Quá đã. Lúc đầu khi Negip đấu với cả anh Lâm, em nghĩ là mồm to thì sẽ làm nên chuyện. Nên lúc đấy em rất tự tin vì anh Lâm là mồm to nhất thì em cũng là người mồm to nhì. Nhưng sau sự thua của anh Lâm thì em cũng hơi lo lắng, mong anh nương tay cho em. Không có nói chuyện nhục nhã gì được, phải mạnh dẻ lên. Em rất mạnh và em có mồm to, em sẽ chiến thắng anh trong thử thách này. Em được. Sẽ ăn hết miếng kiwi. Đã bây giờ em té từ đó xuống chưa? Em thua. Ok. Cái này hai người bạn em đang chờ em kìa, có lời nào muốn gửi đến hai bạn hay không? Các bạn không thể khinh thường tôi như Dương Lâm được, tôi sẽ chiến thắng phe này. Sai, anh Giang sẵn sàng chưa? Trời, nói gì nữa? Sẵn sàng rồi đúng không? 3, 2, 1, chơi. Sao nặng quá vậy? Nhẹ nhàng như chị Phương thôi anh Giang ơi. Chống mặt, chống mặt, chống mặt, chống mặt, chống mặt, chống mặt. Hay quá. Trời ơi, sao tưởng anh thôi, chống mặt. Đi, thôi. Cứ là ăn đi chị Phương, cứ là ăn thôi. To thật, chị Phương chị quảng cáo không sai. Ông mồm to thật nha, mồm to thật. Mồm không hề quảng cáo, mồm to thật. Không thua Lê Dư Bảo Lâm nha. Mồm mất to. Trời ơi, trời ơi. Sao anh thắng phát này cũng to. Anh đừng để ý đến mồm đi. Chị ơi, ăn đi, ăn đi. Bà lé luôn rồi. Chị Phương lé luôn rồi. Bà lé luôn rồi. Chị Phương lé luôn rồi. Bà nhìn vào cái miếng kia quê. Trời ơi, cái này chúng vô lăng quá ha. Dặn qua đường nè. Trời ơi, quẹo trái nè, quẹo phải nè. Ủa anh Giang ơi, nhìn gì? Anh nhìn anh y chang Destiny luôn á. Ghê không trời ơi? Destiny. Vậy con? Trời ơi, con. Vậy con, hỏi thật kỳ vậy. Trời ơi, con. Vậy con, hỏi thật kỳ vậy. Ăn bằng miệng với bằng mắt. Ăn miệng với bằng mắt bác ơi. Ăn bằng miệng với bằng mắt, đừng đưa vô mắt nữa. Bác ơi, ăn bằng miệng với bằng mắt, đừng đưa vô mắt nữa. Cái mồm to thật. To quá. Sao đâu đó mà đúng. Sao anh làm lại đi xeo. Về dài là cũng phải khoảng 50cm. Anh nó mặt vào mồm em rồi. Anh nè. Khinh địch ra sẽ bị mồm to của em đã mang lại tác dụng. Yeah. Tỷ số của các đội đang hòa nhau, thế nên là sẽ có một trận đấu chung kết để quyết định hai đội chiến thắng. 1, 2, 3 go lên. Ủa, chốt mặt. Anh ơi. Nhờ chúng đi. Ngân ơi, cố lên. Ngân ơi, cố lên. Há to như chị cơ mà.
Âm nhanh nhanh đi anh ơi. Anh Sắc. Hồi sao giống con chó vậy ta? Hồi sao giống con chó vậy ta? Thở thì mới giống đó. Ăn thôi là không giống mà thở thở mạnh á ra. Đó. Nhúng đi mạnh lên. Nhấn vô cái đó. Nhấn vô cái đó. Thị Ngân là người chiến thắng rồi. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình phải tự động lớn lớn rồi. Đúng rồi. Chơi. Sẵn sàng chưa? Để tôi để cho cân bằng lực lượng nè nào. Ai mà thắng là đội mình có điểm được rỡ nha. Em là trận cuối, em phải làm sao cho gia đình hãnh diện. Đúng, em đứng ở trên đó em phải nói tôi thắng rồi. Kỳ ha. Đúng. Tự nhiên cái nói như vậy. Nói vậy không chiến đấu, không cuộc chơi vậy. Tôi là người chiến thắng bằng mọi giá. Tôi là người chiến thắng bằng mọi giá. Đúng. Bích Phương. Mồm của tôi rất to, tôi đã dùng chiếc mồm to của mình để đạt được chiến thắng ở vòng trước. Vòng này nhất định tôi sẽ tiếp tục phát huy. Bích Phương, nhúng đi. Trời ơi. Ủa, kỳ vậy? Chị ăn đi, chị ăn đi, chị ăn đi. Trò này cân tài cân sức quá nha. Đúng rồi. Đúng rồi, chị Phương. Đúng kìa. Đó. Không cho ăn. Kiếp ơi, cả gia đình mình đang nhìn mình đó. Dạ. Chị Phương ơi, mắt chị lé rồi, chị Phương ơi, trả con mắt lại. Được rồi, chị Phương ăn rồi, chị Phương ăn trước luôn. Ai nuốt trước, ai nuốt trước? Ai nuốt trước, ai nuốt trước? Ai nuốt trước? Với sự là Phương trước. Trời ơi. Nha được tới nơi rồi cũng đua nữa. Trò chơi kết thúc. Yeah, hay quá anh hai. Yeah. Mọi người có cảm nhận như thế nào về trò chơi vừa rồi ạ? Quá kinh khủng. Khó thì rất là chiêu nhưng mà chơi thì rất là mệt, rất là đau. Nhưng mà em thấy cũng vui. Mấy người mời không bằng mấy người đẩy dưới này đâu. Đúng rồi. Đúng. Các bạn thấy ba con trâu đứng ở kia đó là hình tượng của tôi và anh Giang đó. Đúng không anh? Đúng vậy. Người ta thi mà hai anh em mình quần quật với anh. Ở thử thách này xin được chúc mừng đội của Dương Lâm, Bích Phương. Đội của Thúy Ngân, Eric, mỗi bạn sẽ nhận 1 điểm rực rỡ. Quá giỏi.